phải của cháu không ạ? Cô Trang ơi, cô cầm điện thoại thì cho cháu xin với. Cô Trang ơi, cô Trang. Cô cầm điện thoại của cháu đúng không? Cô đưa đây, cháu mở cho. Cô cần tìm bản ghi âm này đúng không? Đây, cô tìm đi, rồi xóa đi ạ. Cô thật sự nghĩ cháu sẽ lưu cái bản ghi âm đó trong chiếc điện thoại này à? Thẻ bài miễn chết của cháu, cháu phải giữ cho cẩn thận chứ. Cô lấy file ghi âm rồi xóa hết nó đi. Và nói với tôi là cô cần gì thì tôi cho. Cô hào phóng nhỉ. Lúc nào cũng thấy cô hỏi cháu cần gì. Nhưng mà liệu thứ cháu thực sự cần cô có cho được không? Cháu chỉ muốn một chút công bằng thôi. Ví dụ như cô đã hãm hại mẹ chồng thì phải trả giá. Tôi không hại ai cả. Chính bà khi bắt gặp tôi với đã van xin tôi đừng phá nát gia đình này ra. Cô có tin không? Mà thôi, cô có tin hay không thì tôi cũng không quan tâm. Việc của tôi bây giờ là phải giữ mọi chuyện trong guồng quay của nó, đừng để cô nhúng mũi vào và làm rối tung lên. Thế tại sao bà bị đập đầu? Cô nói xem, sau khi bà ngã xuống cô đã làm gì bà? Bà đã bị trụy tim. Trước khi đập đầu xuống đất nên mới đập đầu xuống đất mạnh đến như thế. Chắc chắn là vết thương không có tổn hại gì. Cháu không tin. Cô không tin thì cô định làm gì? Cô định bảo với ông chủ lật mồ bà cụ lên để nói rằng tôi là người gây ra tội đúng không? Được, cứ cho là cô không cố ý hại chết bà. Thế còn những chuyện khác, cô có dám nói rằng cô không phản bội chú Tôn, không sinh con cho ông Huấn? Cháu cũng chẳng thích thú gì việc biết mấy cái chuyện này đâu, thế mà vẫn cứ phải biết. Thực sự cháu thấy bất công thay cho người thân của cô đấy. Cô mới bằng tuổi con của tôi thôi, cô đã biết những ngang trái của cuộc đời đâu mà cô dám nói. Cô mới nhìn thấy phần ngọn, cô đã nhìn thấy gốc rễ căn nguyên của mọi việc đâu mà cô dám nói. Làm sao mà cô biết được tôi đã chịu biết bao tủi cực cay đắng khi làm dâu nhà này. Cô có biết không mà cô dám nói. Tôi không có ý định ở lâu trong cái địa ngục này đâu. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Vì vậy, biết điều thì cô nên ngậm miệng lại. Bằng không, cô đừng dọa. Cháu chẳng biết sợ là gì đâu. Nhưng
giờ cháu cũng chưa có ý định nói ra điều gì hết. Thế nên cô khỏi phải lo. Vậy thì đưa file ghi âm đây. Cái đó thì cháu không thể đưa cho cô được. Cháu xin phép. Này, ừ? Bày cơm ra không ăn, ngồi đần ra như ma thế. Làm sao? Hóa ra người gây tai nạn là con ông chủ chứ không phải là ông chủ. Ôi giời ơi, chuyện ấy nói từ sáng đến giờ mà không chán này. Nhưng mà em áy náy lắm. Nguyền rủa mấy năm rồi, hóa ra nhầm người. Bắt nhầm, giết nhầm cái kia thì mới sợ. Chứ nguyền rủa ấy, nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng mà con Hân nó bảo nhà ấy cũng khốn đốn lắm. Này, có khi nào mà tại em nguyền rủa họ không? Được như thế thì đã tốt. Anh tìm gì đấy? Cái áo mưa tôi để đâu ấy nhỉ? Trong cốp xe anh làm gì? Cái áo mưa giấy cơ mà. Kìa. À đây rồi, đây rồi. Tìm mãi. Mà giờ này anh còn đi đâu? Tôi đi làm, một tí tôi về mà. Trời có mưa đâu, mà mang nhiều áo mưa thế. Kệ tôi. Chú có ở đây? Hân, lên gọi Hà Vi xuống đây. Dạ. Vào đây đi. Ở đây ba mặt một lời để xem Hà Vi và cả nhà xem như thế nào. Cứ vào đây. Anh ạ, hay anh cứ để cho tôi nghỉ. Tôi không muốn vì tôi mà Hà Vi nó... Hà Vi làm sao? Hà Vi thế nào? Thôi, cô xuống đây. Chú ạ. Bảo à. Hà Vi. Dạ. Con giận chú Huấn, cho nên chú xin nghỉ làm đấy. Thế càng tốt chứ sao ạ? Nhưng bố không đồng ý. Bố biết là vụ tai nạn vừa rồi cũng chỉ là không may thôi. Hà Vi, con là người rộng lượng, con có thể bỏ qua được cơ mà. Rất tiếc con không phải người rộng lượng ạ. Mà hơn nữa, con không thể tha thứ việc này được. Ok, chú Huấn như là người thân trong gia đình, tại sao lại không bỏ qua được? Bố gọi là người thân nhỉ? Thân lắm, thân rất sợ lên được. Con không được nói thế. Có thể con không vì chú, nhưng con cũng phải tôn trọng bố chứ. Chú Huấn là lái xe của bố. Bố có thể phá sản hoặc là mất chức, nhưng bố không bao giờ đuổi chú ấy được. Con không nên, nói chính xác hơn là con không được phép can thiệp vào chuyện này. Nhớ đấy. Vâng. Nhưng mà bố chả biết cái gì cả bố ạ. Hà Vi, bố đã nói thế rồi, em cứ cố chấp nữa nhỉ. Việc của anh à. Hà Vi, đừng hỗn láo. Là lỗi của con. Ở cái nhà này con lúc nào cũng là đứa láo toét, ngủ ngáo, không biết điều, cái gì được hết. Nhưng có một vấn đề ạ. Bố nhất định phải đuổi ông ta. Con không muốn ông ấy xuất hiện trong nhà mình. Thôi anh ạ, anh cứ cho tôi nghỉ việc đi. Chú, không vì gì phải nhân nhượng với nó. Nó được đằng chân đâm đằng đầu. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ có trên nhà ấy. Hà Vi, Hà Vi, đứng lại. Con lớn rồi mà tại sao xử sự như trẻ con thế hả?
con không trẻ con ạ, mà quan trọng là con ghét. Con nhìn thấy mặt con đang gánh ngứa mắt rồi. Ok Vy đi. Thôi Vy nó vẫn trẻ con, để tí nữa con gọi xuống xin lỗi bố xin lỗi chú. Có đồ ăn sáng rồi đấy, bố với chú ra ăn đi. Đến giờ bố cháu đi làm rồi, chú ra xe trước chuẩn bị. Bố ra ăn sáng đi ạ. Phía ai cả, anh chỉ khách quan thôi. Chú Huấn là người có công với gia đình mình và nhất là với anh. Em có biết hồi nhỏ lúc bố mẹ bận việc và nhất là lúc mẹ sinh em ra, chú Huấn là người chăm sóc anh và tạo cho anh cảm giác không bị bỏ rơi không? Mấy cái trò nịnh nọt rẻ tiền, ngoài mấy cái trò đó ra ấy, ông chả làm được cái quế gì cả. Em lạ thật đấy, có mỗi cái việc tai nạn còn con cũng chưa biết có phải lỗi chú Huấn hay không, thế mà cứ làm loạn cả lên. Chú Huấn là người tốt. Thôi. Anh thích bênh vực ra chỗ khác mà bênh. Em không có nhu cầu nghe. Tóm lại ấy, đối với em, ông là kẻ thù không đội trời chung. Chấm hết. Tình hình cô Hà Vy thế nào rồi ạ? Con bé vẫn thế. Mà anh cứ cương quyết giữ chú Huấn, rồi con Hà Vy nó lại nhảy chồm chồm lên cho mà xem. Nó nhảy chồm chồm lên một cách vô lý thì em phải bảo nó chứ. Đời thuở nhà ai con cái cứ xen vào chuyện của người lớn, lại còn ăn nói láo tát. Chiều nay cứ đến đó tôi nhé. Vâng. Mà đây, con Hà Vy nó nói gì mặc kệ đâu. Tôi nhớ rồi. Sáng hôm nay lúc nhìn thấy anh, em chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy. Bây giờ tất cả mọi việc rối tung cả lên chỉ tại cái con danh đấy thôi. Bây giờ có bi lụy cũng không giải quyết được gì đâu. Hôm nay anh sẽ đi tìm câu trả lời cho em. Trả lời gì cơ? Lai lịch gốc gác của con Hân, em quên chưa? Anh đây, đến quán cà phê nhé. Dạ vâng, đúng rồi ạ. À vâng, thế bác cứ rẽ trái đi ạ. Chỉ mấy nhà nữa là đến thôi ạ. Mà bác ship cái gì đấy ạ? À bác ơi, em thấy bác rồi. Hóa ra là vậy. Trước đây chúng tôi đã cố gắng để bù đắp những thiệt thòi cho gia đình. Không ngờ dì cháu cô vẫn nuôi lòng thù hận. Không, dì cháu tôi không có ý định trả thù ai cả.
con bé vào làm ở nhà đó hoàn toàn là tình cờ. Tôi vẫn nhắc với cháu là hãy quên mọi chuyện đi để mà sống tiếp. Tình cờ, có thể là cô nghĩ thế, nhưng cháu cô thì không. Ông đừng đổ tiếng oan cho cháu nó. Dù sao con bé cũng là sinh viên đại học, chẳng qua học hành bị gián đoạn nên tạm thời đi làm thế thôi. Nhà bên ấy bụng dạ hẹp hòi, toàn là đổ tiếng oan cho cháu tôi. Tôi chỉ muốn lôi phắt nó về. Cứ cho là không có ý đồ xấu đi, thì dì cháu cô bảo nhau tránh xa gia đình nhà người ta ra, đừng có đeo bám như thế. Khiếp, bác nói gì mà đeo bám với ý đồ xấu. Cô cứ nói với cái Hân như vậy là nó sẽ hiểu đấy. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bác ơi, chắc là bác hiểu lầm cháu nó rồi ạ. Hiểu lầm hay không, cháu cô sẽ biết. Đừng để đến lúc thiệt thân mà không biết là vì sao cả, nhá. Thôi, tôi cũng chỉ có vài lời nhắn như thế thôi. Bác bảo là bác xếp cái gì cho nhà em cơ mà. Tôi nhầm người. Sao lại có sự trùng hợp như vậy ư? Anh sợ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Có nghĩa là ngay từ đầu nó đã có kế hoạch chui về nhà em, lên kế hoạch để trả thù. Em nói to thế. Đang ở cơ quan à? Bây giờ thì em đã hiểu vì sao nó ghê gớm như thế rồi chứ. Bây giờ em phải làm gì đây với cái con yêu tinh đấy? Em cứ bình tĩnh thế đã. Theo như anh thấy thì nó không phải là đứa muốn trả thù đâu. Lại không trả thù, nó liên tiếp hãm hại em, nó luôn luôn đối đầu với em. Đối đầu thì đúng, và anh cũng đồng ý với em là phải đuổi nó. Nhưng trước khi đuổi, mình phải lấy bằng được cái bản ghi âm đã. Đúng rồi anh ạ. Sau khi lấy được file ghi âm, em sẽ nói thẳng sự thật này ra cho bố con thằng Bảo. Lúc đó em không cần ra tay, nó cũng sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Ờ, thôi, thế đấy nhá. Chưa qua anh rồi bàn tiếp nhá. Thôi anh đi về nhà đi. Anh ạ. Đây anh, em gửi anh toàn bộ hồ sơ đề án thành lập công ty mới như anh và em đã bàn. Anh xem qua hộ em ạ. Tôi chỉ quan tâm đến tiến độ. Từ nay đến lúc khánh thành, thời gian còn bao lâu? Nếu như bây giờ anh quyết ngay, nhanh nhất cũng tầm nửa năm ạ. Tôi đã muốn bàn giao công việc ở đây càng sớm càng tốt, mà đợi đến lúc thành lập công ty mới, thú thật tôi không dám ở nhà. Sao anh lại khổ thế ạ? Anh vẫn định giấu gia đình chuyện mất chức cho đến khi thành lập công ty mới sao? Có giấu giếm gì đâu, chỉ là chưa đủ điều kiện thích hợp để nói ra. Mà này, tuyệt đối chú không được nói với lái xe của tôi về chuyện này. Vâng ạ. Thôi, hoàn thiện tiếp đi. Dạ vâng. Em chào anh. Em không phải suy nghĩ nhiều. Chuyện mấy bản ghi âm cứ để anh lo. Thôi, tốt nhất là anh không nên xuất hiện. Con Hà Vi bây giờ nó như quả bom ấy. Nó mà nhìn thấy anh là nó phát nổ ngay. Kể cả cái chuyện nó biết anh lén lút đưa đón bố nó, nó cũng không để cho anh yên đâu. Anh chỉ mong sao mọi chuyện thuận lợi, mình làm xong thủ tục giấy tờ đưa con sang bên đấy thì sống như bây giờ như trong địa ngục em ạ. Hay là mình nói tất cả cho chúng nó biết đi. Không được. Em cũng thấy
thầy đấy. Mình phải nói vào cái thời điểm thích hợp. Nói để làm sao mà con nó sẵn sàng lao vào ôm anh thì hãy nói. Chứ bây giờ nó như đang muốn cào mặt ra ấy. Biết chuyện á, có khi nó còn muốn giết anh nữa ấy. Cho nên đừng vội, phải chọn thời điểm để nói em ạ. Hay là mình nói cho thằng Bảo thôi. Tính nó chín chắn điềm đạm, lại đi học ở nước ngoài cho nên hiểu biết hơn. Có lẽ em nó sẽ không nhảy như lên đồng như con Vi đâu. Em ơi, đừng có vội vàng mà hỏng việc đấy. Bây giờ mình lo đối phó với một mình con Vi đã đủ mệt rồi. Hơn nữa, tâm lý đàn ông anh nắm vững hơn em. Việc của mình bây giờ ấy, mua được nhà ở nước ngoài, lo đủ thủ tục giấy tờ để đi. Sau khi em ly hôn, mình nói với con là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng mà em còn nghi là con Hà Vi bây giờ nó đã biết chuyện rồi. Bây giờ nó mà nói ra thì hỏng hết anh ạ. Hà Vi nó nông nổi thật, nhưng nó rất thương bố với anh nó. Những việc gì làm cho bố nó với anh nó buồn, anh nghĩ là nó không làm đâu. Vâng, nó bênh bố nó chằm chặt vậy. Đây, đây anh xem đi. Đấy, anh thấy đấy, ông bố mẫu mực đáng kính của nó đấy. Sao em lại có những cái này? Em lấy ở trong phòng con Hân, mà em cũng chưa kịp tra hỏi con Hân vì sao lại có những tấm ảnh này đâu. Sao anh im lặng thế? Anh biết mọi chuyện rồi phải không? Anh biết lại mới có bồ. Đây như kiểu là tình một đêm mà. Tại sao anh không nói với em? Chuyện đàn ông em biết làm gì cho nó mệt rồi. Chuyện đàn ông có nghĩa rằng ông ta không chỉ có một cô, rồi sao nữa? Em không biết là anh sẽ còn bao che những chuyện gì cho ông ấy nữa đây. Em chất vấn anh đi à? Em ghen đúng không? Ghen tuông nỗi gì? Nhưng mà em không thích anh cùng hội cùng thuyền, giữ bí mật cho ông ấy để cắm sừng em. Anh sai. Chúng mình đã thống nhất với nhau là không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Anh xin lỗi nha. Ông ấy cứ nói linh tinh thế, chứ có cái gì đâu ạ. Ông ấy còn bảo là dì cứ nhắn với con, chắc chắn là con sẽ hiểu. Con chẳng hiểu được đâu. Ông ấy cứ rung cây dọa khỉ thế, chứ con có làm gì đâu mà phải sợ. Ừ thì cứ cho là ông ấy dọa đi. Nhưng mà chính con cũng có ý định rời khỏi ngôi nhà ấy cơ mà. Sao con cứ lần lữa mãi thế? Con không lần lữa. Đấy là do có đột ngột vài việc xảy đến thôi. Bây giờ con nói đi, bao giờ thì con nghỉ hẳn ở cái nhà ấy, dì sẽ đưa con đi tìm việc ở chỗ khác. Bây giờ con cũng chưa biết được nữa. Đấy, con cứ làm cho dì lo chết đi thôi. Con uống gì để mẹ gọi luôn nhá. Thôi có chuyện gì mẹ nói luôn đi ạ. Hà Vi này, mẹ đang đi làm giấy tờ để hai mẹ con mình sang sống với anh Bảo một thời gian. Trước kia bà ốm, mẹ không dám hỏi bố. Còn bây giờ chắc con hỏi bố một câu thì bố cũng đồng ý thôi con ạ.
Con chỉ muốn hỏi mẹ một câu thôi, là ông ta có đi cùng mình không ạ? Ai cơ? Ai mà mẹ còn phải hỏi câu đấy? Chắc chắn chú Huấn chú không đi đâu. Mẹ giữ lời hứa với con mà. Mà khi con yêu cầu chú nghỉ việc, chú đã hỏi bố rồi nhưng mà bố không đồng ý đấy chứ. Hà Vi này, đi làm giấy tờ với mẹ nhé. Hai mẹ con mình sang bên kia sống, ở đây điều kiện sống không tốt đâu. Sang bên kia hai mẹ con mình sẽ làm lại từ đầu. Mẹ không muốn lúc nào con cũng lườm nguýt chống đối mẹ như thế này đâu. Mẹ mong đến một lúc nào đó con sẽ hiểu cho mẹ. Mẹ cũng có những nỗi khổ riêng của mẹ. Mẹ chỉ mong muốn những điều tốt cho con, chứ không phải những điều xấu đâu. À, hôm nay con đi tháo bột tay phải không? Mẹ sẽ đi với con nhé. Ai nói mà mẹ biết thế? Con tưởng mẹ chẳng quan tâm đến con chứ. Sao con lại nói thế? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Nhưng mà thôi, con hẹn đi với anh Bảo rồi. Mẹ ngồi lại đây nhá, con đi trước ạ. Mẹ! Hà Vi! Mẹ không phải là người không hả? Ông Hoàng này đã! Ông Hoàng này! Hà Vi! Kìa Hà Vi! Ông là đồ con mẹ! Hà Vi! Hà Vi! Hà Vi! Bình tĩnh! Bình tĩnh để nghe mẹ giải thích thế nào! Bình tĩnh thế nào! Em cứ để cho con nó đánh. Nếu điều đó làm nó hả giận. Cái gì? Trên khung cửa và gió mơn màng mang theo bao nỗi ưu phiền của ngày hôm qua. Bước đi trên những con đường hành trang chỉ có khát vọng, cùng với đam mê tự do tuổi xuân. Vòng tay che chở từng tiếng yêu thương ngân nga trong giấc mơ dài dặc còn đâu nữa. Vụt tắt như vì sao trên trời, chẳng có ai nhận lỗi để rồi im lặng một mình lặng lẽ từng ngày tìm kiếm khoảng trống thoát thoát. Dòng nhìn trái tim ở trong đường vạch có và tìm thấy nhau, chấp nhận thấy ở nơi phía trước đã chờ là tha thứ lầm lỗi để biết nói giấc mơ ngày mai sẽ dành cho anh sâu trở lại chính mình. Không lại tin chắc giấy chờ đừng xót xa bây giờ kia thương buồn ngày đã qua để cho những hạt sương long lanh ở trong mắt em. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.